Cố vấn tân Tổng thống Mỹ từng dự báo chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông. Một số trang tin Anh Mỹ hôm 1 tháng 2 đã khui lại dự đoán của cố vấn tòa Bạch Ốc Steve Bannon về khả năng chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long ở Mỹ cho rằng dự đoán đó không có cơ sở, trong khi tiến sĩ Lê Vĩnh Trương nói va chạm Mỹ-Trung hoàn toàn có thể xảy ra. Tin cho hay cách đây chưa đầy một năm, trong một chương trình trên radio hồi tháng 3 năm 2016, ông Steve Bannon cho rằng quan hệ Mỹ-Trung tất yếu sẽ lao thang thành xung đột trong vòng một thập niên tới. Ông Bannon, khi đó là lãnh đạo điều hành của hãng tin Breitbart News, nói chúng ta sẽ tham chiến ở Biển Đông trong 5 tới 10 năm nữa, phải không nào? Không có gì nghi ngờ về điều đó. Họ, như nói Trung Quốc, đang củng cố và về cơ bản là đang tạo những hàng không mẫu hạm cố định cũng như đặt tên lửa trên đó. Họ đến đây ngay trước mặt nước Mỹ và quý vị hiểu vấn đề thể hiện quan trọng như thế nào và nói rằng đó là lãnh hải lịch sử. Báo giới đang hướng sự quan tâm của dư luận tới lời dự báo này khi giờ đây ông Bannon là cố vấn chiến lược thân cận nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi hồi năm ngoái dường như ít người đã chú ý đến. Từ Việt Nam, tiến sĩ Lê Vĩnh Trương thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông bình luận với đài VOA về dự báo của ông Bannon đưa ra hồi năm ngoái. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra thôi, bởi vì cái vấn đề nguyên tắc và lợi ích của hai cường quốc này ở Biển Đông á, nó liên tục va chạm từ xây dựng đảo nhân tạo cho đến là ngăn chặn tàu của Mỹ được đi qua khu vực này từ mấy năm nay, cũng như là đe dọa các đối tác của Mỹ trong cái vấn đề khai thác dầu. Nó cho thấy có một cái sự leo thang rất là lớn. Biển Đông nó tiềm ẩn một cái nguy cơ rất là lớn. Cho nên là ông Steve Bannon không có lý, trừ khi con người thương thuyết của ông Trump trở nên có những cái uyển chuyển hơn. Nếu không thì cái việc mà leo thang như vậy nó rất dễ xảy ra những cuộc va chạm, thì cũng có thể gọi là chiến tranh ở cấp độ thấp, chiến tranh cục bộ rồi. Tuy nhiên, một chuyên gia khác về Biển Đông là giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine ở Mỹ nói với VOA rằng phát biểu trong quá khứ của ông Bannon là không có cơ sở gì hết. Mỹ trong 8 năm qua, 9 năm qua đã cùng với các nước khác ở trong khu vực thế giới tìm những cái cơ chế đa phương để mà Trung Quốc khỏi là tiếp tục bành trướng. Cái vấn đề chiến tranh là không phải là một bên là muốn bành trướng rồi nó sẽ xảy ra chiến tranh, là bởi vì một nước nhỏ như có mạnh lắm thì nữa thì cũng không có thể mà cứ khiêu khích mãi như vậy được. Bây giờ một bên là cố vấn cho Tổng thống Trump mà ông muốn có một cái chính sách mà có thể khiêu khích Trung Quốc thì có thể xảy ra đụng độ chỗ nào đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng giới quân sự của Mỹ họ cũng không để cái chuyện này sẽ xảy ra. Mặc dù cho rằng không thể xảy ra chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông, giáo sư Long cảnh báo Trung Quốc có thể đánh chiếm đảo của Việt Nam ở vùng biển này. Mỹ nói sẽ đưa tàu ra để ngăn chặn Trung Quốc đưa quân đội đổ bộ lên các đảo nhân tạo. Vấn đề này có thể là một vài lần, nhưng mà hải quân Mỹ không có sức mà cứ giữ tàu bè xung quanh các cái đảo nhân tạo đó. Vấn đề chiến lược trên biển thì nó ở chỗ khác, thì cũng không phải đứng trên chỗ đó. Vì thành ra là không có thể làm được về lâu về dài. Trung Quốc thì cũng không giải gì được nổ. Chỉ có thể là Trung Quốc sẽ bắt nạt Việt Nam, Trung Quốc sẽ ví dụ như là khiêu khích Việt Nam, rồi nếu mà có cái gì đó thì đánh chiếm một vài cái đảo gì của Việt Nam đó để xem thấy cơ quan Mỹ có dám vào binh vực Việt Nam hay là không. Chưa chắc gì là trong cái tình huống đó mà Mỹ sẽ vào binh vực Việt Nam. Tại một buổi hội thảo an ninh quốc gia mới đây ở Canberra, Úc, cựu tư lệnh lực lượng quốc phòng Úc Angus Houston cho rằng đã quá muộn để ngăn Trung Quốc lấy đất ở Biển Đông. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto nói ông lo sợ Tổng thống Mỹ Trump có thể ký một thỏa thuận thương mại bí mật với Trung Quốc cho phép quốc gia này gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông. Trong bối cảnh hiện nay, luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông tại Canada, nhận định với VOA rằng Việt Nam đang rất cô đơn trong vấn đề này. Ông Rex Tillerson vào ngày 1 tháng 2 năm 2017 chính thức trở thành vị ngoại trưởng thứ 69 của Hoa Kỳ. Giới quan sát cho rằng, ông này nhận một nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong tình hình đối ngoại hiện nay của chính phủ tân Tổng thống Donald Trump. Trên mạng Asia Times vào ngày 23 tháng Giêng vừa qua, tác giả Helen Clark có bài viết với tựa tiếng Anh Action Vietnam Got Deal to Take Tillerson Diplomacy. Tạm dịch là thỏa thuận khí đốt giữa Action và Việt Nam sẽ thử thách chính sách ngoại giao của ông Tillerson.
Đây là thỏa thuận cùng nhau khai thác và vận hành thương mại mỏ khí cá voi xanh trong khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng phía Trung Quốc cũng cho là thuộc về họ. Tác giả Helen Glass nói rõ dự án liên doanh giữa ExxonMobil và Việt Nam trị giá 10 tỷ đô la, được ký kết vào ngày 13 tháng Giêng nhân khi ông John Kerry, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc, có nguy cơ gây lên dậy sóng tại khu vực tranh chấp Biển Đông dưới thời của tân chính quyền Donald Trump. Tuy nhiên, theo tác giả Helen Clark, thì dự án của ExxonMobil sẽ được bảo vệ mạnh mẽ bởi Ngoại trưởng Rex Tillerson, cựu chủ tịch và viên chức điều hành chính của ExxonMobil. Hồi năm 2011, Bắc Kinh gián tiếp cảnh báo ExxonMobil chẳng bao lâu sau khi tập đoàn này công bố phát hiện trữ lượng khí đốt lớn tại lô 118 trong dự án cá voi xanh. Bắc Kinh nói rõ những công ty ngoại quốc phải ngưng thăm dò dầu khí trong vùng tranh chấp. Nhiều tập đoàn năng lượng đa quốc gia dường như phải nghe theo khuyến cáo của Trung Quốc phải từ bỏ hoạt động thăm dò dầu khí với Việt Nam. Hãng thông tấn Reuters loan tin vào trung tuần tháng 5 năm 2014, bản thân ông Tillerson gặp chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia của Trung Quốc CNOOC Vương Nghi Lâm thảo luận về hợp tác thêm giữa hai tập đoàn nhưng không nói rõ chi tiết. Từ đó đến nay, hai phía không công bố kế hoạch sản xuất nào tại khu vực vừa nêu cho đến ngày 13 tháng Giêng vừa qua, khi ExxonMobil và Petro Việt Nam ký kết hai văn bản thỏa thuận cho dự án khí đốt cá voi xanh. Tin còn cho biết ExxonMobil còn có quyền thăm dò tại những lô kề cận mỏ khí đốt cá voi xanh. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc vào ngày 16 tháng Giêng, trong bài viết về thỏa thuận giữa ExxonMobil và Việt Nam, nêu rõ là ông Tillerson hiểu thấu đáo về mọi nỗ lực của Trung Quốc nhằm đe dọa tập đoàn này không được đầu tư vào Việt Nam từ những năm 2007-2008, và bản thân ông Tillerson sẽ không nghe phản đối của Trung Quốc về thỏa thuận của ExxonMobil và Việt Nam. Trước đây, giới chức Hoa Lục từng có cảnh báo riêng với các công ty dầu khí phương Tây là quyền lợi của họ tại Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nếu như hỗ trợ Việt Nam thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Đối với thỏa thuận giữa ExxonMobil và Việt Nam về dự án cá voi xanh ký kết vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Trung Quốc chưa có bình luận nào đặc biệt, ngoại trừ truyền thông nhà nước Hoa Lục mạnh mẽ chỉ trích phát biểu của ông Rex Tillerson tại phiên điều trần về việc bổ nhiệm ông vào chức vụ ngoại trưởng trong tân chính phủ Donald Trump trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Lúc đó, ông Tillerson phát biểu là Hoa Kỳ cần gửi đến cho Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng là phải ngưng ngay hoạt động cải tạo, xây dựng và không được đến những đảo nhân tạo lập nên ở Biển Đông. Tờ China Daily bình luận rằng, những tuyên bố của ông Rex Tillerson là một mớ lộn xộn những thiên kiến ngây ngô, lỗi thời, có tầm nhìn ngắn cùng những tưởng tượng chính trị không thực tế. Tác giả Helen Glass trích lại ý kiến của giáo sư Carl Thayer rằng, Việt Nam cũng như Trung Quốc cần năng lượng phục vụ cho nền kinh tế công nghiệp hóa đang phát triển nhanh chóng, và thỏa thuận với ExxonMobil được cho là một phần của kế hoạch của Trung ương kết hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại Biển Đông vào kinh tế biển. Những kế hoạch vạch ra trong khu vực tranh chấp khiến Trung Quốc giận dữ trước đây chắc chắn sẽ lặp lại nếu như ông Rex Tillerson có hành động cứng rắn, giống như những tuyên bố mạnh mẽ mà ông đưa ra tại phiên điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ vừa qua như vừa nêu trên. Theo nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc thì sẽ không có gì mới trong chính sách của chính phủ của Tổng thống Donald Trump tại khu vực Biển Đông. Theo nhà nghiên cứu này thì sẽ chẳng có gì sáng sủa nếu như thiếu đột phá từ phía chính quyền Mỹ hiện nay. Không có cái gì lạc quan nữa. Thì rõ ràng là tôi có cái cơ sở. Vì là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đi sang Trung Quốc để ra cái thông cáo chung và ký 15 cái liên kết giữa hai nước gia, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái câu trả lời cho cái tình hình an ninh khu vực ở Đông Nam Á và châu Á cái Bình Dương, cụ thể là ở trên biển. Các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn cho mình một cái bước đi trước cái thái độ của Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Tất cả các quan chức dưới thời của Tổng thống Donald Trump ấy, thì tới nay lại chỉ biết qua những phát biểu, thì còn chúng tôi chưa có một cái đánh giá gì cụ thể, thì tất cả những cái bước đi cũng chưa được triển khai. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tình hình Biển Đông cũng chẳng có gì mới, nó vẫn giống như dưới thời đại của Obama, tức là Mỹ Trung sự chiến lẫn vào nhau và cái cuộc chơi trên Biển Đông là do Trung Quốc dẫn dắt. Nếu nó có thay đổi là chính sách của Mỹ phải có vấn đề đột biến, phải có vấn đề đột biến, và quan điểm của Mỹ sẽ rất rõ ràng trọng tâm ở vấn đề Biển Đông là vấn đề gì giữa Mỹ và Trung Quốc, giữa Mỹ và Nhật Bản, giữa Mỹ và các đồng minh ở Đông Nam Á. Còn nếu mà cứ tưởng là suy tính giữa quyền lợi Mỹ Trung như thế nào, thì tôi nghĩ rằng cuộc chơi trên Biển Đông vẫn tiếp tục do Trung Quốc dẫn dắt như trong thời gian vừa qua.
Ngoài vấn đề ngoại giao với Trung Quốc liên quan Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải huyết mạch trên thế giới hiện nay, một số quyết định của Nhà Trắng đang gây phản ứng mạnh mẽ. Đó là những lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký ngay sau khi nhậm chức, bị chỉ trích bởi nhiều quốc gia Hồi giáo, rồi đồng minh châu Âu, lân bang Mexico và ngay cả những viên chức ngoại giao trước đây và hiện nay của Hoa Kỳ. Những thách thức đang chờ đón vị tân ngoại trưởng nước Mỹ là một di sản ngổn ngang, gồm cuộc nội chiến Syria hay đe dọa bắn thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa của Bắc Hàn, rồi một nước Nga quyết đoán và một Trung Quốc đang trỗi dậy. Nam. Thưa quý vị, Tổng thống, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 12 tháng 1 đã cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết 15 văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm đang diễn ra tại Bắc Kinh. Nhưng một số nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam nói các văn kiện này chỉ là bề mặt trong chuyến đi của ông Trọng. Theo bản tin truyền hình của VTV1, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Chủ tịch Trung Quốc đón tiếp long trọng với 21 phát đại bác và các quan chức Trung Quốc, các đoàn thể nghênh đón hai bên khi ông Trọng tiến vào lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh. Tin cho hay lãnh đạo của hai đảng Cộng sản đã bàn về các định hướng lớn, trong đó có vấn đề trên biển. Cả hai đều đồng ý sẽ không để những tranh chấp Biển Đông làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết hai quốc gia sẽ mở rộng các trao đổi quân sự và đào sâu hợp tác an ninh. Cũng trong buổi bàn luận này, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đã ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có các thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa hai đảng, hợp tác về kinh tế, quốc phòng. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, nói với VOA rằng những thỏa ước trên chỉ là bề mặt. Ông nói, tất cả những cái ký kết như vậy, những cái thỏa ước như vậy chỉ là có lẽ là hình thức bề mặt, mà nó còn ẩn giấu bên trong nó có một cái gì đó đặc biệt hơn. Đó mới là cái chính, chứ không phải là những cái thỏa ước bên ngoài. Người được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn nắm chức Bộ trưởng Ngoại giao, ông Rex Tillerson, cần phải giữ mồm giữ miệng, tuyên bố dọa chặn không cho Trung Quốc tiếp cận những đảo nhân tạo được lập nên tại Biển Đông là những lời lẽ khiêu chiến. Truyền thông Trung Quốc hôm nay có một số bình luận như vừa nêu. Một đoạn trong bài viết của Hoàn Cầu Thời báo được truyền thông quốc tế trích dẫn nêu rõ, trừ phi Washington có kế hoạch tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn tại khu vực Biển Đông, bất cứ biện pháp nào khác nhằm ngăn chặn Bắc Kinh tiếp cận những đảo đó đều là ngu xuẩn. Hoàn Cầu Thời báo còn bình luận thêm rằng ông Tillerson tốt hơn nên rèn giũa chiến lược về sức mạnh hạt nhân nếu muốn buộc một siêu cường nguyên tử lớn rút khỏi lãnh thổ của họ. Bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng về những phát biểu của ông Rex Tillerson tại phiên điều trần ở Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư vừa qua. Theo ông Tillerson, thì Trung Quốc phải ngưng ngay hoạt động bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông, và thứ đến, Hoa Kỳ sẽ chặn không để Trung Quốc tiếp cận những nơi đó. Lên tiếng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về phát biểu của ông Rex Tillerson nhẹ nhàng hơn lời lẽ của tờ Hoàn Cầu Thời báo trong ngày hôm nay. Phát ngôn nhân Lục Khảng chỉ yêu cầu cần có tôn trọng lẫn nhau, không đối đầu, không xung khắc, hợp tác đôi bên cùng có lợi trong mối quan hệ song phương Mỹ-Trung. Tờ China Daily của Trung Quốc hôm nay cũng đưa ra cảnh báo, nếu ông Rex Tillerson thực hiện những lời lẽ bị cho là đe dọa như vừa qua, thì sẽ tạo ra một tiến trình đối đầu giữa hai nước Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua cũng lên tiếng về phát biểu của ông Rex Tillerson liên quan đến việc Trung Quốc tại Biển Đông, cho rằng các bên liên quan và các bên trong, ngoài khu vực đều phải có trách nhiệm đóng góp, mang tính xây dựng vào mục tiêu chung cũng như đảm bảo lợi ích chung. Hôm cựu chủ tịch công ty dầu khí ExxonMobil, ông Rex Tillerson đang trả lời chất vấn trong cuộc điều trần chuẩn thuận trước Thượng viện cho chức Ngoại trưởng Mỹ sắp tới. Nhưng đa số câu hỏi của các thượng nghị sĩ xoáy vào các mối quan hệ của ông Tillerson với Nga. Trong thời gian lãnh đạo ExxonMobil, ông Tillerson đã thương lượng nhiều hợp đồng làm ăn với các công ty dầu khí của Nga. Các thượng nghị sĩ muốn biết ông Tillerson sẽ đối phó như thế nào với một nước bị cáo buộc đã tấn công tin tặc các chính trị gia Mỹ và đe dọa các đồng minh của Hoa Kỳ. Ông Tillerson nói, "Our cooperation with Russia based on common interests is possible, such as reducing the global threat of terrorism. Trong những lĩnh vực hợp tác với Nga dựa trên lợi ích chung khả dĩ, chẳng hạn như ngăn chặn mối đe dọa khủng bố toàn cầu, chúng ta nên khai thác lĩnh vực đó. Trong những lĩnh vực có xung đột, chúng ta nên kiên định bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh. Nga phải biết rằng
chúng ta phải bảo đảm các cam kết của chúng ta và các cam kết của các đồng minh chúng ta, và Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ. Nói về quan hệ hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh, ông Tillerson nói Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn nữa để chứng tỏ là một đối tác đáng tin cậy. China's island building in the South China Sea is an illegal taking of disputed areas without regard for international. Việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông là hành động phi pháp chiếm lãnh thổ đang tranh chấp, bất chấp các quy tắc quốc tế. Cách hành xử trong thương mại và kinh tế của Trung Quốc không hoàn toàn tuân thủ những cam kết trong các thỏa ước toàn cầu. Họ đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta, tấn công và bành trướng trong thế giới kỹ thuật số. Ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Nga. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Người được Tổng thống tân cử Mỹ chọn làm lãnh đạo ngũ giác đài, liệt kê Nga đứng đầu danh sách đe dọa các lợi ích của Mỹ, kêu gọi trước Quốc hội hôm 12 tháng 1 rằng Washington phải sẵn sàng đối đầu với Nga khi cần thiết, dù ông ủng hộ nỗ lực của ông Trump muốn giao tiếp với Nga. Đại tướng thủy quân lục chiến hồi hưu James Mattis nhấn mạnh Nga, Trung Quốc và các phần tử hiếu chiến Hồi giáo là thách thức to lớn nhất của trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo kể từ đệ nhị thế chiến tới nay, đồng thời hối thúc Quốc hội gỡ bỏ mức trần chi tiêu quân sự hiện nay, vốn đang ảnh hưởng tới tính sẵn sàng của quân đội Mỹ. Phát biểu của ông Mattis trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ dường như giúp cho Ủy ban ủng hộ việc ông được đề cử, giữa lúc các nhà lập pháp đề cao cảnh giác với Nga, hy vọng ông có thể giúp giảm than ý định của ông Trump muốn đối tác với Nga. Đáp câu hỏi về những mối đe dọa chính đối với lợi ích nước Mỹ, ông Mattis nói, tôi sẽ cân nhắc đến các mối đe dọa chủ yếu, bắt đầu với Nga. 8 ngày trước lễ nhậm chức tổng thống, ông Trump ngày 11 tháng 1 thừa nhận Nga có phần chắc đã xâm nhập trang mạng của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ và email của các lãnh đạo cao cấp thuộc Đảng Dân Chủ trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016, theo như kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ. Tướng Mattis đề cập đến sự can dự của Nga trong các cuộc tấn công mạng và trong cuộc chiến thông tin trong số các thách thức do Moscow đề ra. Những vấn đề khác bao gồm vi phạm hiệp ước, dùng những chiến thuật ngắn để phát động chiến tranh, làm mất ổn định các nước, và những tín hiệu đáng báo động của Moscow liên hệ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Mattis tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nỗ lực phá hoại NATO. Tướng hồi hưu này cũng bàn về tầm quan trọng của liên minh quân sự phương Tây với ông Trump, người sẵn sàng cởi mở để thảo luận, theo lời ông Mattis. Ngoài ra, ông Mattis cũng chỉ trích Trung Quốc về những hoạt động tại Biển Đông, nơi nước này xây dựng những đảo nhân tạo và bố trí các hệ thống phòng không và chống phi đạn. Cùng với những hoạt động của Nga và mối đe dọa của các phần tử cực đoan Hồi giáo, ông Mattis nói Trung Quốc thuộc số các nước thực hiện các cuộc tấn công vào sự ổn định của thế giới, và mối quan hệ với Bắc Kinh cần phải được quản lý một cách cẩn thận. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói ông hết sức hài lòng về sự đề cử tướng Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tranh chấp Biển Đông đã được đề cập đến trong những phát biểu của hai nhân vật hàng đầu trong chính phủ sắp tới của Mỹ. Hôm 11 tháng 1, trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Tổng thống đắc cử, ông Donald Trump vài lần nhắc đến Trung Quốc về vấn đề thương mại và tấn công trên mạng. Ông nói Mỹ đã chịu thua thiệt hàng trăm tỷ đô la mỗi năm về thương mại và mất cân đối thương mại với Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông nói Trung Quốc đã xâm nhập trên mạng vào 22 triệu tài khoản ở Mỹ. Người sẽ trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ vào tuần sau cũng nói đến Biển Đông một cách ngắn gọn khi cho rằng nước Mỹ đã bị một số nước chơi xấu. Ông Trump nói Nga và các nước khác, trong đó có Trung Quốc, là nước đã hoàn toàn lợi dụng chúng ta về mặt kinh tế, hoàn toàn lợi dụng chúng ta ở Biển Đông bằng cách xây pháo đài lớn của họ. Ông cho rằng với nội các mới là những người thông minh và thành công, nước Mỹ sẽ có những thỏa thuận tốt hơn và sẽ được tôn trọng hơn. Ông nói Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, tất cả các nước sẽ tôn trọng chúng ta hơn nhiều so với các chính quyền trước đây. Cũng trong ngày 11 tháng 1 đã diễn ra phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về phê chuẩn chức vụ Ngoại trưởng Mỹ. Ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng đề cử, nói Trung Quốc phải bị chặn đường tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ xây lên ở Biển Đông có tranh chấp. Ông so sánh hoạt động của Trung Quốc với hành động của Nga đoạt lấy Crimea.
Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một tư thế mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc không, ông Tillerson trả lời, chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết, việc xây đảo phải dừng lại và thứ nhì là việc quý vị tiếp cận các đảo đó sẽ không được cho phép. Vị cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của hãng ExxonMobil không nói cụ thể có thể là gì để ngăn chặn việc Trung Quốc tiếp cận các đảo mà họ đã xây kiên cố cũng như đã trang bị vũ khí đường băng ở Biển Đông. Các nhà quan sát cho rằng phát biểu của ông Tillerson sẽ làm Bắc Kinh tức giận và mở đường cho khả năng xảy ra đối đầu nghiêm trọng với Bắc Kinh. Điều gì phải đến đã đến, quá nhiều lời cảnh báo về khả năng chế tài nhân quyền đối với chế độ chính trị ở Việt Nam đã được giới lập pháp Hoa Kỳ liên tục phát ra suốt từ năm 2014 đến nay, nhưng hầu như chẳng ăn thua gì với đối tượng mà có người phải ví như một đứa trẻ hư, chỉ hở ra là ăn vạ. Cuối cùng thì luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu đã được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua và Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Sau một thời gian dài do dự, vì điều được cho là thái độ mềm mỏng hơi thái quá của chính quyền Obama đối với vấn đề nhân quyền quốc tế. Ngày 8 tháng 12 năm 2016, Quốc hội Mỹ đã chính thức thông qua một dự luật nhân quyền, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Dự luật này do hai thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện, được thông qua chưa tới một tuần sau khi một dự luật tương tự do hai dân biểu Chris Smith và Jim McGovern đệ trình tại Hạ viện được chuẩn thuận với tỷ lệ áp đảo đến 2/3. Vào đúng dịp lễ Giáng sinh 2016, hai dự luật trừng trị các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới đã được Tổng thống Obama đặt bút ký ban hành. Theo luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, những quan chức vi phạm nhân quyền sẽ bị chế tài theo hai cách. Thứ nhất, cấm nhập cảnh Hoa Kỳ kể cả đi công vụ. Nếu muốn được miễn trừ lệnh cấm này thì Tổng thống phải có sự miễn trừ đặc biệt và phải giải thích với Quốc hội. Thứ hai, chính phủ Mỹ đóng băng tất cả các tài sản của những cá nhân vi phạm nhân quyền, cho dù họ che giấu bằng bất kỳ hình thức hay gửi gắm ai đứng tên. Tại rất nhiều các nước độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền cũng chính là những tay tham nhũng lớn giấu của cải ở các nước phương Tây. Quan trọng hơn, luật áp dụng với tất cả các loại nhân quyền được quốc tế công nhận. Theo luật này, những người cưỡng đoạt tài sản của nhân dân cũng bị xem là những kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tình trạng dân oan bị mất đất ở Việt Nam lại rất phổ biến. Những giới chức tham nhũng mà trừng trị những người tố cáo tham nhũng cũng bị xem là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Vậy quan hệ Việt-Mỹ có thể bị tác động thế nào khi luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu ra đời? Theo phân tích của giới chuyên gia về nhân quyền, quan hệ Việt-Mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi luật này. Ngay cả khi hành pháp Mỹ muốn che chắn bớt cho chính phủ Việt Nam vì những lợi ích khác ngoài nhân quyền thì cũng sẽ khó hơn. Khi Quốc hội Mỹ có hồ sơ rõ ràng rằng những giới chức liên hệ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng theo đúng định nghĩa của luật thì rất khó để bên hành pháp có thể bỏ qua. Việt Nam Caucus nổi dậy. Lẽ ra, giới lãnh đạo Việt Nam đã phải rút ra một bài học nào đấy từ năm 2014, khi có đến 2/3 giới lập pháp ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện Hoa Kỳ quyết định cài đặt điều kiện tự do tôn giáo vào quyền đàm phán nhanh TPA, một cơ chế cho phép Tổng thống Mỹ được quyết định các nội dung đàm phán về hiệp định TPP với các quốc gia mà không cần thông qua Quốc hội. Nhưng đã chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào từ phía Việt Nam. Thậm chí sau 3 năm có vẻ ít bắt, đến năm 2016, Công an Việt Nam còn bắt người bất đồng chính kiến nhiều hơn hẳn giai đoạn 2013-2015. Đến năm 2015, một thượng nghị sĩ Mỹ là Ed Royce đã phải đệ trình ra Quốc hội dự luật về chế tài nhân quyền Việt Nam. Theo dự luật này, vấn đề chính yếu không chỉ là hạn chế những khoản tín dụng và viện trợ có tính cách ưu đãi từ phương Tây, mà cả thực hiện những biện pháp chế tài đối với những trường hợp quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Cũng trong năm 2015 và lan sang năm 2016, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Nếu Việt Nam đã được Mỹ nhắc khỏi danh sách này vào năm 2006, thì nay lại đang khá gần với triển vọng tái hòa nhập CPC. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, có nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam vốn đã tranh vênh bên bờ vực thẳm sẽ càng dễ sa chân sụp đổ. Với giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu là tin vui nhất trong năm 2016, và có lẽ trong vài ba năm gần đây, thậm chí còn vui hơn cả việc Tổng thống Obama đến Việt Nam, nhưng có đến 6/15 khách mời của Tổng thống đã bị Công an Việt Nam thẳng tay chặn không cho đến gặp ông.
đã đến thời mà những tố cáo về việc quan chức vi phạm nhân quyền sẽ không bị rơi vào quên lãng. Với các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, họ có thể dùng những thông tin về các tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự và người dân bị chính quyền đàn áp để đề nghị chế tài những giới chức can dự hay chỉ thị đàn áp người dân. Đây chính là biện pháp để bảo vệ trực tiếp cho người dân bằng sự răn đe rằng người vi phạm sẽ bị chế tài. Những thông tin này sẽ được chuyển cho các tổ chức nhân quyền quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Theo luật mới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mà cụ thể là Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động DRL, sẽ chịu trách nhiệm xây dựng một bảng danh sách bao gồm tên các quan chức vi phạm nhân quyền, trong đó có Việt Nam. Nếu bị đưa vào danh sách này, hàng loạt quan chức Việt Nam sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và tài sản cố định, tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của họ, kể cả của thân nhân của họ, sẽ bị phong tỏa vô điều kiện. Nhóm Việt Nam Caucus đã nổi dậy, dù trước đó vẫn không ngủ vui. Việt Nam Caucus, còn gọi là nhóm làm việc về Việt Nam của Hạ viện Hoa Kỳ, bao gồm những nghị sĩ có tên tuổi và quen thuộc như Loretta Sanchez, Joe Lofgren, Chris Smith, Frank Wolf, Ellen Lowenthal, Ed Royce, cùng vài chục nghị sĩ khác của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ, là một nhóm quan tâm đặc biệt đến chủ đề đối ngoại và nhân quyền ở Việt Nam trong nhiều năm qua, như tự do tôn giáo, tự do báo chí, xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm. Nhưng đáng ngại hơn cả đối với giới lãnh đạo Việt Nam, có lẽ là những dự luật liên quan đến nhân quyền mà các nhà lập pháp của Việt Nam Caucus đã soạn thảo và vẫn tiếp tục thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua. Đó là các dự luật nhân quyền Việt Nam, dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, và gần đây nhất là một văn bản yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Tình hình đang chuyển biến thuận lợi hơn hẳn cho Việt Nam Caucus. Cuộc bầu cử năm 2016 ở Hoa Kỳ không chỉ mang về chiến thắng cho người của Đảng Cộng Hòa, mà còn tạo ra thế chiếm lĩnh lưỡng viện của đảng này. Như thế, vai trò của nhóm Việt Nam Caucus, vốn thường gắn với Đảng Cộng Hòa, có thể sẽ nổi bật. Khi đó, những dự luật vừa kể sẽ có nhiều khả năng được thông qua. Đặc biệt, nếu dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam được thông qua, sẽ tương tự tình trạng chế tài nhân quyền đối với Nga và Syria, khi hàng loạt nhân vật cao cấp và kể cả trung cấp của giới lãnh đạo Việt Nam bị đưa tên vào sổ đen nhân quyền của Mỹ và Liên minh châu Âu. Để từ đó, những người này sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ. Cùng lúc, tài khoản, tài sản của họ, kể cả của người thân của họ, sẽ bị Mỹ và Liên minh châu Âu phong tỏa tại bất kỳ ngân hàng hoặc địa điểm quốc tế nào mà nước Mỹ có thể với tay tới. Sự thật là, chưa cần tân Tổng thống Trump chấp nhiệm chính thức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, nhóm Việt Nam Caucus đã cất lên tiếng nói vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Obama. Có lẽ đây là một tín hiệu đặc biệt, báo trước cho giới lãnh đạo Việt Nam về giai đoạn làm mình làm mẩy đã qua hẳn, nhường chỗ cho một thời kỳ mà tù nhân lương tâm ở Việt Nam không thể bị xem là món hàng để mặc cả cho những lợi ích kinh tế và quốc phòng của chế độ. Sau luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, một khả năng có thể diễn ra là nhiều nhân vật trong giới lãnh đạo Việt Nam sẽ phải ngẫm lại xem họ đang ở khúc ngoặt lịch sử nào. Công an Việt Nam cũng bởi thế sẽ không còn dễ dàng nhận được chỉ đạo từ trên cho việc bắt người bất đồng chính kiến hay hành hạ những người hoạt động cho nhân quyền bằng đấm đá và mắm tôm. Quốc hội Mỹ ngày 8 tháng 12 thông qua một dự luật nhân quyền bước ngoặt nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Luật Magnitsky toàn cầu quy trách nhiệm nhân quyền do Thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện được thông qua chưa tới một tuần sau khi dự luật tương tự do dân biểu Chris Smith và Jim McCoven ra mắt tại Hạ viện được chuẩn thuận với tỷ lệ áp đảo. Giới hoạt động nhân quyền xem đây là một thành công lớn, một trợ lực quan trọng cho công cuộc cổ suý dân chủ nhân quyền tại các nước lâu nay bị chỉ trích vi phạm nhân quyền như Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, một trong những nhà hoạt động trong 6 năm qua, đã tích cực vận động cho dự luật này được thông qua ở Quốc hội Mỹ, chia sẻ với VOA Việt ngữ về nội dung và ảnh hưởng của dự luật trừng trị các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới đang chờ được Tổng thống Mỹ ký ban hành thành luật, dự kiến trước cuối năm nay. Luật này được thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện với cái tỷ số là quá bán 2/3. Thành ra nếu mà Tổng thống mà phủ quyết, Quốc hội có thể phủ định cái phủ quyết đó bằng cách bỏ phiếu lại. Thì cuối cùng nó cũng phải thông qua. Và cái thứ hai nữa, cái này nó được kẹp vào trong luật về chuẩn chi ngân sách quốc phòng ở trên 600 tỷ Mỹ Kim. Thành ra nếu như mà phủ quyết cái này thì coi như là các hoạt động và chương trình quốc phòng nó sẽ bị đình trệ. Là một người hoạt động cho nhân quyền lâu nay, theo anh thì cái tầm quan trọng của cái luật này là như thế nào? Rất là quan trọng bởi vì nó hoàn toàn là một cái phương thức mới
trong vấn đề chế tài. Trước đây các biện pháp chế tài là nhắm vào cả quốc gia, thành ra các chính quyền như là Hoa Kỳ họ rất ngần ngại, bởi vì chế tài cả một quốc gia thì nó khó khăn và nó ảnh hưởng tới nhiều cái chính sách khác, nhưng cái sự hợp tác về quốc phòng, về mậu dịch vân vân, không những vậy còn có cái sự lo lắng rằng chính người dân bị đàn áp ở quốc gia bị chế tài đó lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn và nguy hại hơn bởi chính cái sự chế tài ấy, trong khi cái kẻ vi phạm cái vấn đề đàn áp đó thì lại vẫn phây phây. Nhưng mà bây giờ với cái luật này nhắm trực tiếp vào từng cá nhân của các giới chức chính quyền mà vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Những cái biện pháp chế tài mà mình có thể thấy rõ trong cái luật này là gì? Nó gồm có hai cái chính. Cái thứ nhất đó là tước từ visa, tức là cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, kể cả trong những cái vấn đề mà đi công vụ chẳng hạn. Mà đòi hỏi nếu như muốn được bãi miễn thì Tổng thống Hoa Kỳ phải làm một cái sự bãi miễn đặc biệt và phải giải thích cho Quốc hội. Cái thứ hai và quan trọng hơn nữa là đối với những cá nhân mà nằm trong danh sách bị chế tài đó, thì chính phủ Hoa Kỳ có nhiệm vụ phải đóng băng tất cả các tài sản, dù rằng bất kỳ dưới hình thức nào và có thể là gửi gắm cho bất kỳ ai đứng tên. Tại sao lại như vậy? Là tự vì trong rất nhiều quốc gia độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền đó cũng là dính vào các vụ tham nhũng lớn, và đồng thời những người ấy lại thường giấu của ở những quốc gia phương Tây. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là cái định nghĩa về vi phạm nhân quyền trầm trọng nó rất là rộng. Trước hết là nó áp dụng cho tất cả các loại nhân quyền nào mà được quốc tế công nhận. Thứ hai là những người mà cưỡng đoạt tài sản của người dân đó thì cũng được xem như là vi phạm nhân quyền trầm trọng. Chúng ta đều biết rằng cái tình trạng dân oan bị mất đất đai ở Việt Nam thì nó rất là phổ biến. Và thứ ba nữa là những giới chức chính quyền nào tham nhũng và trừng trị những người đi khui ra những vụ tham nhũng ấy thì cũng bị xem như là vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Những cái vi phạm đó làm thế nào để đến được cái danh sách mà bị liệt kê vào cái thành phần bị chế tài? Nó có hai con đường. Con đường thứ nhất là do một số các cái ủy ban hữu quan của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ có quyền đề cử cái danh sách ấy lên cho Tổng thống, và Tổng thống có 120 ngày để làm quyết định hoặc là chế tài, hoặc nếu không chế tài đã thì phải giải thích cho Quốc hội biết tại làm sao. Cái vai trò của xã hội dân sự trong cái vấn đề này rất là quan trọng, bởi vì các tổ chức theo dõi nhân quyền trên thế giới cũng có quyền đóng góp cái ý kiến vào cho Quốc hội và tiếp cho bên hành pháp Hoa Kỳ. Và cái con đường thứ hai đó là cái bộ phận về dân chủ nhân quyền và lao động ở trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có quyền nộp một cái danh sách lên cho Tòa Bạch Ốc để mà đề nghị chế tài. Mối quan hệ Việt-Mỹ lâu nay dựa trên cái nền tảng nhân quyền là cái điều kiện tiên quyết. Với cái luật này ra đời đó thì cái mối quan hệ Việt-Mỹ có thể bị ảnh hưởng, bị tác động như thế nào? Chắc chắn là bị ảnh hưởng, bởi vì ngay cả khi mà hành pháp Hoa Kỳ mà muốn che chắn bớt đi cho chính quyền Việt Nam vì những cái lợi ích khác, khác hơn là vấn đề nhân quyền đó, thì cũng sẽ khó hơn, bởi vì Quốc hội có hồ sơ rõ ràng rằng những người này, những giới chức này đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Theo đúng cái định nghĩa của luật của Hoa Kỳ thì rất khó để bên hành pháp lờ đi. Đó là nói về ảnh hưởng đối với cái vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thế còn với cái mối quan hệ Việt-Mỹ thì cái luật này nó tác động như thế nào? Nó có làm cho cái mối quan hệ này có thể trùng lại hay không? Hay là tạo cái điều kiện xúc tác cho nó có thể tăng tiến hơn nữa? Trên nguyên tắc, nó không ảnh hưởng. Mọi vấn đề đối tác, kể cả quốc phòng, kể cả mậu dịch, viện trợ này kia. Tuy nhiên, nếu như những cái giới chức lãnh đạo của Việt Nam mà lại nằm trong danh sách chế tài rồi không được qua Hoa Kỳ để mà công vụ đi họp hành này kia thì cái đó trở thành một cái sự lúng túng trong vấn đề ngoại giao. Cái luật này nó đang lan ra rất nhiều quốc gia. Cùng một ngày với lại Hoa Kỳ, đó, Quốc hội Estonia cũng đã thông qua. Liền ngày sau đó, tức là thứ Sáu vừa rồi, thì Tổng thống Estonia đã ban hành các thành luật. Hiện nay cũng có một cái đề nghị dự án luật y hệt như vậy ở tại bên Canada, ở Anh Quốc và sắp sửa được đưa ra tại Quốc hội của Na Uy chẳng hạn. Nói về cái ảnh hưởng của cái luật này có thể có đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền, đối với mối quan hệ Việt-Mỹ, thì còn đối với tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì cái luật này nó đóng vai trò như thế nào? Rất quan trọng nếu như chúng ta làm đúng việc và đúng cách. Trong thời gian qua chẳng hạn thì chúng tôi có một cái công thức gọi là kết nghĩa. Tức là cứ mỗi một cộng đồng trong nước mà bị đàn áp, đó, chẳng hạn cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo, cộng đồng Cao Đài ở từng cái địa phương một, cộng đồng Tin Lành hoặc là Công giáo v.v. thì chúng tôi lại kèm một cái nhóm gọi là kết nghĩa, tức là giới thiệu kết nối với nhau để rồi bên này coi như là đóng cái vai trò thiên thần hộ mệnh, liên tục theo dõi. Nếu như có bất kỳ một cái dấu hiệu nào bị đàn áp thì lập tức thu thập thông tin và chuyển về chúng tôi để chúng tôi thành lập, hoàn tất những cái bản báo cáo để nộp cho Liên Hợp Quốc, nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đây. Nhưng mà bây giờ với cái luật mới thì chúng tôi có thể dùng những thông tin đó để mà đề nghị chế tài những giới chức mà can dự vào hoặc là chỉ thị
đàn áp người dân. Thành ra đây là một cái biện pháp có thể sử dụng để mà bảo vệ một cách trực tiếp cho những người dân bằng cái sự răn đe rằng cái người vi phạm đó sẽ bị chế tài. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Một số chức sắc tôn giáo thường công khai phê phán chính quyền Hà Nội hoặc không theo hệ thống nhà nước, liên tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu, đàn áp. Thực trạng này được Gia Minh trình bày trong bài sau. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, người đứng đầu Hội Thánh Tin Lành Mennonite Độc Lập, vào tối ngày 1 tháng 12 cho biết những sách nhiễu mà bản thân ông, người thân cũng như tín hữu phải gánh chịu trong nhiều tháng qua. Thì chúng tôi hiện về tạm dung ở tổ 18, khu phố 1, phường Thành Lộc, quận 12. Trong 2-3 năm qua thì chúng tôi liên tục bị tấn công, bị đánh đập. Rồi trong vòng 45 ngày trở lại đây thì 15 lần bị ném mắm tôm, chọ đá, mỗi lần chọ như vậy là 3-4 ký mắm tôm và đá và hàng chục cái chai ý tinh. Và mới sáng nay đây thì họ đem sơn đỏ, mà sáng họ sơn đỏ họ cắt đài trước cái cổng nhà hàng nhiều mét vuông, rất là rùng rợn. Linh mục Phan Văn Lợi thuộc nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền được biết đến với nhiều kháng thư tuyên bố về tình hình Việt Nam. Từ Huế cũng trình bày những sách nhiễu mới nhất đối với ông và gia đình nơi ông đang sống. Bản thân của tôi thì bị sách nhiễu rất là nhiều. Qua việc công an đã đổ keo vào cái ổ khóa cổng 6 lần như vậy để mà không cho tôi ra khỏi nhà. Trong cái tháng gần đây thì là cái dịp đồ đó là gia tăng hơn. Ngoài ra công an cũng đã có 3 lần ném những đồ nhớ cũng như là ném đá vào trong nhà làm bể kính, bể ngói. Và cái lần mới đây là nặng nề đã làm vỡ những cái tấm kính lớn ở trên gác. Rồi họ lại có một cái biện pháp nữa, đó là chặn đường không cho tôi đi. Có một lần tôi muốn đi qua tòa tổng giám mục nhưng mà hai cái tay công an ăn mặc thường phục mà ăn nói rất là côn đồ đã chặn tôi lại, rồi còn bịa ra cái câu chuyện là tôi mắc nợ người ta mà không trả cho nên là chủ nợ thuê chúng tới để mà giữ tôi lại. Nhưng mà chúng tôi biết đó là những tên công an bởi vì đã thường hay là xuất hiện ở quanh nhà của tôi. Cơ quan chức năng Việt Nam luôn yêu cầu người dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nên đối với những trường hợp bị sách nhiễu gây rối như vừa nêu, họ hướng dẫn cần báo với những nơi phụ trách an ninh trật tự xã hội để có thể được giải quyết. Điều này cũng được những công dân như hai vị chức sắc, mục sư Nguyễn Hồng Quang và linh mục Phan Văn Lợi thực hiện. Thế nhưng theo những người này, vấn đề không hề được giải quyết. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết trường hợp của ông. Tôi là một người trọng pháp, một người rất tôn trọng pháp luật và tôn trọng cái trách nhiệm của những người nhân viên công lực có trách nhiệm bảo an tại địa phương. Để tôi trình bày từ bảo vệ khu phố, đến tổ trưởng dân phố, đến cảnh sát khu vực, đến ủy ban phường, đến bí thư phường, đến công an phường, đến quận ủy và ủy ban quận 12, chỗ ông Lê Trương Hải Hiếu làm chủ tịch quận, rồi đến công an thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến công an phía Nam và cả lãnh đạo cục an ninh xã hội ở phía Bắc. Nhưng mà tất cả đều bất lực, vô vọng. Chúng tôi trình bày, họ vào họ cũng làm việc, nhưng mà họ nói là tìm không có ra. Và họ gắn 4 cái camera trước nhà tôi, đèn đỏ. Khi mà người ta vào nếm như vậy tôi thấy đèn đỏ, đèn camera đỏ nhưng mà họ nói là bảo kê. Rồi họ cũng không có xét. Chúng tôi thấy họ kiểm tra liên tục như thế mà chốt bảo vệ khu phố ở sát nhà tôi có 3 mét. Nhưng mà họ lại núp trong cái kẻ sáo, núp trong cái chốt bảo vệ khu phố, ném qua nhà tôi dữ dội như vậy. Nhưng mà cũng bất lực, họ không có tìm ra, họ chưa trả lời gì cả. Họ chỉ hứa thôi, không có cái kết quả gì cả, không có cái điều tra hay công bố kết quả, hay là họ hạn chế gì cả. Mà càng ngày hãy báo họ thì càng gia tăng cái cường độ ném mắm tôm nhiều hơn, ác liệt hơn, dữ dội hơn và nguy hiểm hơn. Linh mục Phan Văn Lợi cũng gặp trường hợp tương tự. Có một lần cụ thể cách đây là chừng hơn một tháng, lần đó là công an đổ keo ngay giữa ban ngày vào nhà của tôi và nhà của em trai của tôi ở bên cạnh.
thì cậu em trai của tôi đã gọi điện thoại cho công an phường mà họ không thèm tới. Tất cả chúng tôi ở Việt Nam biết rằng là những cái đơn khiếu nại mà gửi lên cho nhà cầm quyền thì họ không bao giờ xét cả, họ đều là bỏ lơ. Không phải là trường hợp của tôi rồi mà hầu như là tất cả những cái ai mà bị sách nhiễu vì đấu tranh cho tôn giáo nhân quyền mà có gửi đơn lên, thậm chí gửi đơn lên quốc hội họ cũng chẳng thèm để ý nữa. Bởi vì đây là một nhà nước luôn luôn là cho rằng mình có lý, còn nhân dân là sai, nhân dân là sai lầm. Cho nên chúng tôi thấy rằng là cái việc mà nộp đơn lên nhà nước đều là vô ích cả. Thậm chí là có nhiều trường hợp những tín đồ bị giết chết. Nhưng mà rồi khi mà làm đơn kiện trình bày sự việc lên công an, đến các cấp chính quyền thì không bao giờ giải quyết cả. Đó là thực tế ở tại Việt Nam. Mục sư Nguyễn Hồng Quang nói, trước đây Hội Thánh Tin Lành Mennonite độc lập có vài trăm chi hội, thế nhưng nay số này chỉ còn lại chừng 60. Vì muốn các chi hội tiếp tục được duy trì, nên ông nhẫn nhục, không mạnh mẽ tố cáo những hành vi đàn áp đối với bản thân ông và gia đình. Thế nhưng tình trạng vừa qua theo ông là quá mức chịu đựng, đành phải tiếp tục lên tiếng. Đối với Giáo hội Công giáo, ngày 23 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đến Vatican gặp Giáo hoàng Francisco. Những lãnh đạo khác của chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng từng có những chuyến thăm tương tự. Sau những lần thăm viếng như thế, truyền thông nhà nước luôn có hình ảnh và bài viết tuyên truyền cho chính sách tôn giáo của chính phủ Hà Nội. Phía linh mục Phan Văn Lợi qua kinh nghiệm bản thân và quan sát lâu nay thì cho rằng lời nói và hành động của lãnh đạo Hà Nội không có gì thay đổi, tức nói không đi đôi với làm. Vị linh mục này nhận xét, cứ sau những chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Vatican thì sau đó lại xảy ra tình trạng đối xử đàn áp tồi tệ hơn. Ông cho biết hiện đang có chiến dịch bôi xấu những linh mục tại giáo phận Vinh, công khai hướng dẫn nạn nhân chịu tác động bởi Formosa, khiếu kiện đòi hỏi quyền lợi và lên án nhà máy thép Formosa ở vùng án Hà Tĩnh chính là tác nhân gây hại cho môi trường sống của người dân, cần phải chấm dứt hoạt động.